lần này mình có cái gì ta? Hả? Này sao? À, mình có rồi mà. Chả thèm nhỏ. Sống hay không sống đây? Chuyện gì vậy trời? Nữa hả? Mình sẽ có em trai. Là em gái này. Không. Sao mình lại có bầu lần nữa chứ? Mùi gì vậy ta? Nước hoa hả? Ta dùng cái này đi. Thật là khó chịu. Có mùi như thức ăn. Sô-cô-la. Mình bị sao vậy? Sao vậy em Hiếu? Qua đây nào. Tuyệt. Mình cần thêm nữa. Em Hiếu. Biết phải làm gì rồi. May mà chồng mình có nhiều tận hồi á. Hạnh phúc quá đi. Mình không thể chịu nổi nữa. Em kỳ cục thật. Cái cân nè. Tiện thật sự. Kiểm tra thử coi. Em bé là mình mập gấp đôi luôn. Cái gì? Mình không nhìn thấy. Để xem thế này có được không? Nhìn một tí sẹo thôi mà. Hay là vặn người thế này. Bó tay luôn á. Mình có ý này. Mình đang mang thai nhưng mình làm thế này được. Nhấc tay trái nào, rồi tay phải. Để coi. Nặng thế. Sao mình lại nặng thế cơ chứ? Buồn quá. Mẹ ơi. Mẹ ơi, tại sao mẹ lại khóc? Nhìn nè. Phim hả mẹ? Thật luôn ạ. Nhảm nhí hết sức. Đưa cho con. Con phải tắt nó đi. Chương trình này không tốt cho em bé đâu. Mày không tắt đi được. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra thế? Nghi ngờ quá. Được rồi, tắt. Ok, vụ này lạ đó. Con sẽ giữ nó. Nhưng mẹ đang xem mà. Thôi kệ, mình còn cái nữa. Đến lúc đào kim cương rồi. Tôi sẽ cần một tay. Chào, có chuyện gì vậy? Tốt lắm, Tinh. Đùa thôi. Sảm thật. Nhìn kìa. Gì? Cậu xem với. Pika Pikachu. Không thể tin nổi. Tớ phải là số 1 chứ. Trang điểm kiểu mới thôi. Giống Charmander quá. Xem nào. Màu vàng, tớ chọn cậu. Nó sẽ biến mình thành Pikachu. Các bạn sẽ cần kính râm đấy. Chỉ cần quẹt lần nữa là được. Dùng màu nổi nhá. Chắc chẳng ai nghĩ ra chó tô son ở đây đâu. Chắc chắn mình sẽ tăng hạng cho mà xem. Và đây là đặc điểm quan trọng nhất. Mình cũng nên nói Pika Pika là vừa. Này Wesley. Tình, chào. Cậu thích kiểu mới chứ? Giờ tiếng, xin lỗi nhà bộ. Được rồi, sửa lại trước nhà. To ra nào. Cậu đang làm gì thế? Tính. Đây là kiểu dưỡng da mới sao? Cảm thấy cũng dễ chịu phết. Tình. Tuyệt quá. Bây giờ mình cần tóc mới. Kinh quá đi. Mình cần thứ khác. Mình có cách rồi. Cái này sẽ đỉnh lắm đây. Đã đến lúc dẹp kiểu tóc Tết rồi. Wow, mình đang thay đổi rồi đó. Và thủ thuật tiếp theo của mình
Hay ho quá đi. Không đến nỗi nào, nhưng còn thiếu gì đó. Chuẩn. Tôi cần nhiều chi tiết đẹp hơn. Tình. Sẽ có thứ cậu cần ấy. Giỏi quá Tinh. Tôi biết nơi để đặt những thứ này. Mỗi bên một cái. Giờ xinh tuyệt. Giờ lên đồ thôi. Đèn thui luôn. Mình cần đồ màu vàng. Đúng thứ mình cần rồi. Quần áo của tôi cần nhiều tia lửa hơn. Không có gì. Phải tìm ra gì đó. Anh bạn hưởng phấn đó sẽ giúp mình. Chuẩn rồi. Lại đây. Bắt được rồi. Đó có phải Pokeball không? Một quả trứng. Để xem mình có đúng không. Màu vàng. Mình có cách rồi. Thêm nữa đi. Cố lên. Vặn nè. Chút nữa đi. Hoàn hảo. Làm thôi. Wow, chuẩn không cần chỉnh. Sáng quá. Không, không, không. Vậy mới đúng nè. Tuyệt. Sẵn sàng rồi. Ai muốn bắt Pokemon này nào? Tránh đường cho cô nàng nổi tiếng nhất trường nào. Đình vậy ta. Cậu ấy làm sao vậy? Hey, xem đồ của tớ này. Pikachu lỡ thời quá rồi. Cái gì? Này. Alo, tớ đi nè. Hay thật đó. Cái gì? Wednesday? Nữa hả? Bắt đầu video với một vụ nổ kim tuyến này. Tớ sẽ nhìn xuyên tâm can cậu. Phấn má mình thích này. Môi khô là điều cấm kỵ nhất. Này trời đất. Chờ tim đi. Này. Ôi, cô tê quá đi. Sao gái? Gì? Này. Ok. Thôi nào, nói chuyện với cậu ấy đi. Đừng ngại thôi, mà. Thôi. Chịu đấy. Rồi. Tớ đã có cách. Nếu thắng thì chắc chắn thành công. Ổn không đó? Đừng nhìn rồi má. Bắt đầu thôi nào. Để tớ coi. Dài ra này. Wow, tớ xỉu luôn. Kế hoạch đây này. Cậu là ngố, rồi được lột xác. Sau đó cậu biến thành gốc và thắng cuộc thi. Và cậu ta. Đừng bị phân tâm. Giờ làm cậu xỉn hơn nào. Sẵn sàng làm bảo thuật chưa? Tuyệt. Cậu từng lại đó. Lại đây. Để coi. Từ gì đó nào. Mình cần cái này. Rơi xuống đi. Wow. Tớ biết rồi. Người ta thường hướng dẫn trang điểm thế này nhỉ. Tỏa sáng nào. Đánh lên mặt nào. Tớ nhìn thấy một màn trang điểm đỉnh chóp. Đỏ là dừng lại nhưng mình muốn tiếp tục. Màu này có hợp với da mình không? Ái chà, giờ không thể lo lắng nữa rồi. Gái à, cái gì đấy? Tớ thấy ổn mà. Tớ bó tay cậu luôn. Sửa đi. Thế này ổn chưa? Bắt đầu với phần cơ bản nào. Nhột quá à. Ngồi yên nào. Tuyết. Thật hả? Để coi. Wow, mình xinh quá đi. Mình giỏi dã man luôn. Có ý tưởng này. Gì á? Cầm lấy. Ok, cảm ơn. Không.
Cứ từ từ. Tớ biết mẹo này. Hôn cái chai để coi thần đèn có xuất hiện không. Và giờ cảm ơn nha. Có gì đâu, xem thử nào. Mới xong rồi này. Giờ là phần mát. Cái gì vậy? Ồ, thôi đi. Thích này hả? Ok, chuyển luôn nào má. À, mình làm mọi thứ vì nhà này luôn. Chiến dịch đã thành công. Cầm lấy. Ồ, cảm ơn. Thế. Ta-da. Gì? Đi được trà thôi nè. Gái à, sao cậu lại... Khoan. Hả? Tớ có cách rồi. May mà tớ luôn mang theo thiết bị của tớ. Như dân chuyên nghiệp ấy. Nếu thường mắt cậu thì ngồi yên nhé. Giờ tôi bên trong thôi nào. Hả? Hả? Nhắc này, càng động đậy càng nguy hiểm nhé. Và... Hiệu quả không? Wow, mắt tớ xinh quá đi. Không biết có gì đó thiếu thiếu nhỉ? Kiểm tra các bước đã nào. Hả? Mắt đã xong này, giờ đến mái tóc. Hả? Gì? Không hiệu quả rồi. Chờ chút nào. Biết rồi. Nghe này. Cậu làm cái gì thế? Đưa cho tớ. Tập trung nào. Nhìn này. Tìm thấy rồi. Cái gì đấy? Wow. Wow. Nó đèn ý như tâm can tớ vậy đó. Khuấy lần nào. Giữ chặt nhé. Đưa cho tớ. Cậu làm gì vậy? Bị hâm hay sao thế ạ? Đừng lo mà gái. Tớ giúp cậu mốt hơn đó. Không thể tin nổi. Nhìn nè. Yeah. Đỉnh. Chờ chút nào. Để tớ nghĩ. Tụi mình phải làm gì đó thôi. Tụi mình nên làm. Tớ có sơn móng nè. Để coi. Cái nào ổn nhỉ? Cô trả lời là không cái nào. Chả có màu đen. Nhưng nhìn này, đau quá. Cậu thông minh ghê. Thật hả? Sẵn sàng chưa nào? Không, 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 không. Kìa. Hả? Hay là dùng cái này nhỉ? May cho cậu đó nhá. Mà này, đừng dùng mẹo ngăn kéo này nha mọi người. Tự tới giả bộ thôi. Nè, xong rồi. Wow, thế còn bên này? Ờ, hết sạch rồi. Ôi không. Thật luôn. Tôi kể vậy. Thật ra thì cũng không đau lắm. May mà tìm được một cái chai nữa. Gì vậy? Hình như ở đây ra này. Hả? Mở đi. Nó biến thành than rồi. Cậu có đang nghĩ gì tới không? Yeah. Chắc là không rồi. Tập trung nào. Biết còn thiếu gì không má? Quần áo. Archie, con nít đang xem đó. Giờ tớ sẽ chỉ cho cậu cách nấu ăn. Chỉnh nhiệt độ nhé. Và giờ chờ thôi. Xong, giờ lấy ra và xem kết quả nào. Nhìn được đó nhá, thử luôn đi. Wow, tớ giống Wednesday không? Để coi nào. Đỉnh quá. Cháy. Ấy quý bắp, cậu đỉnh lắm. Cậu nghĩ sao nào? Wow, quá chuẩn. Cậu sẵn sàng rồi, đi nào. Sáng quá. Gì? Nhiều người quá. Cậu ấy sao thế?
Chán quá. Tớ muốn về cơ. Cậu làm được mà, nhảy đi. Ok. Cố lên gái, cố lên. Yeah, cậu cháy hết phần thiên hạ rồi. Xong. Phải nói chuyện với cậu ấy. Làm được rồi. Làm được rồi, của cậu này. Cảm ơn nha. Cậu ấy đến kìa. Chúc may mắn. Chào cô gái, nhảy xinh quá. Thật hả, thật vậy sao? Yeah, hai tụi mình đi dạo nhá. Chờ chút nào. Sao lấy ra nào? Khoan, hay là ngon quá. Gì mũi này nhột quá và còn dính nữa. Gỡ được rồi này. Ew. Ôi, có được ngay. Đi kìa. Này cô gái, muốn đến bữa tiệc của tớ không? Thật đáng thương. Hả? Chắc mình cũng nên đến bữa tiệc nhỉ? Xem chúng ta có gì ở đây nào. Rất vui được gặp lại mày. Sẵn sàng để tỉa lông mày rồi. Đẹp đấy. Hả? Có chuyện gì vậy? Gà quá đi. Sao? Mụn hả? Phải nói lời tạm biệt rồi. Cái gương tội nghiệp. Tao sẽ lau sạch cho mày. Kính mọt sách á? Tôi cần nó để thấy đường. Giờ sao? Không phải lúc này tôi đang lau chùi mà. Biết rồi, cảm ơn. Lại nữa. Mình không nhìn thấy gì hết. Tôi nghe thấy nhá, đừng mang nó đi. Mang trở lại đây, tôi không thấy đường. Ouch. Thật ra thì mình thích cú ngã này. Mình đang mơ sao? Kính áp tròng. Lúc 5 tuổi mình từng đeo kính áp tròng á. Giờ thấy đường rồi. Hả? Không phải chứ. Sao lại độc ác vậy cơ chứ? Justin, cậu là điểm yếu duy nhất của tớ. Giờ sao? Ý là tóc của tôi hả? Tại sao không nhỉ? Mình không nghĩ là được đâu. Bộ tóc giả lại bẩn quá. Chắc là bên kia nữa. Đây là điều không thể tránh khỏi. Mình còn tóc giả. Vứt thôi. Giờ nên chọn bộ nào nhỉ? Bộ này hay bộ này? Bộ này đi. Mình thích nó. Cậu nghĩ sao? Đẹp nhỉ? Đó là miếng kẹo năm ngoái sao? Tại sao không nhỉ? Vẫn ngon. Yêu. Tớ yêu cậu Justin. Chúng ta là dành cho nhau. Nói to lên, gào lên, hãy tự hào, mọi chuyện đều có thể. Đi đi theo đám đông. Sao họ thích được chuyện này ta? Đi 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 theo đám đông. Các bạn đang xem gì vậy? Mọi chuyện đều có thể. Gì đấy? Đây mới là điều mình đang nói tới nè. Màu son đỉnh quá. Hey, anh đến không biết nói dối. Cậu nghĩ sao?
Ew. Chắc chứ. Sửa tự động. Wow. Hợp lý. Bụng của mình đói quá. Hả? Oh, cậu là tốt nhất. Yum. Có lẽ mày sẽ có ích đây. À ha. Chỉ cần một sợi dây đeo thôi. Đây. Và chút phép thuật. Bibidi babidi boo. Woo. Đẹp quá. Mình cứ như tín đồ thời trang vậy. Sao lại quên cái này được nhở? Chạm nhẹ nhàng. Dầm. Phải là màu đen thôi. Hả? Không phải. Không phải thứ mình thích nhất. Không. Tại sao? Không. Hả? Có lẽ cô cần cái này. Đưa cho tôi. Thử xem nào. Mình đã xem trên TikTok. Cái này sẽ thay đổi cuộc đời mình mãi mãi. Cẩn thận nha. Tốt rồi. Giờ đến bàn tay bên kia. Dễ thương quá. Dễ như ăn bánh. Giỡn với mình sao? Mình không thích mấy bộ đồ này nữa. Chúng ta có gì ở đây nào? Không. 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 Không có gì để mặc cả. Tôi nghĩ tôi có thể giúp. Bộ này này. La la. Có ai không? Đó là một trò đùa sao? Tôi muốn thanh toán. Vậy là miễn phí nhỉ? Tốt lắm. Hả? Cho tôi sao? Hả? Ảo. Không có cảnh chuyện đâu. À, tuyệt. Đẹp quá. Thôi nào, mày vừa mà. Chặt quá. Quá đẹp. Mình cần chút kim tuyến. Mình là nữ hoàng băng giá của đêm nay. Thích quá. Tắt quần. Hả? Hôm nay cậu ấy toàn đi trước mình. Tốt rồi. Làm cho phong cách hơn đi. Mình rất thích cái móng tay này. Giờ chắc đi được rồi đấy. Cậu nghĩ sao? Đây, hy vọng các cậu nhớ. Sớm gặp lại nhé. Chuẩn bị gần xong cho bữa tiệc rồi. Chỉ cần một cái túi nữa thôi. Hả? Cái gì đây? Hả? Tự làm một cái thì sao nhỉ? Ok, làm thôi. Đây sẽ là chiếc túi đẹp nhất từ trước tới nay. Tập trung. Giờ thêm một ít lông. Wow. Đẹp quá. Sắp xong rồi. Thêm dây đeo là túi xách đã sẵn sàng đi dự tiệc.
Giờ mày có thể bảo vệ điện thoại của tao rồi. Cậu thích chứ? Đẹp lắm. Xem cái này nè. Ra đi nào. Trông hơi kinh, nhưng... nó là đồ đựng kẹo cao su đấy. Tôi chịu được rồi. Cái này cho Justin yêu quý. Giờ selfie một tấm. Để xem. Sao mình lại trông như thế này? Không hiểu nổi. Mình xấu quá. Làm sao có thể giúp đây? Có chuyện gì vậy? Wow, đây là mình sao? Mình đẹp quá đi mất. Wow. Cậu đã dùng nó phải không? Bàn tay lém lỉnh, cậu trông đẹp đấy. Cảm ơn. Phải đến bữa tiệc rồi. Không biết cậu ấy có thích mình không nhỉ? Suýt quên cái này. Wow, vui quá. Đến đây. Được. Bạn gái hả? Naomi. Naomi, đợi đã. Cậu hẹn hò cô gái khác. Không, đó là em gái tớ. Đó là em gái cậu sao? Wow. Cái này cho cậu. Wow, cho tớ sao? Cái gì vậy? Xin chào. Sao vậy? Tớ rất thích. Cười. Mấy ngày thôi. Được.